Chào các bạn đã nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 xong chưa? Đợt vừa rồi thì tôi đã đi du lịch với mọi người và ngay ở khách sạn thì tôi vẫn có thể chơi game và làm việc với một cái thiết bị nhỏ gọn như thế này mà tôi mang ở nhà đi. Nếu như các bạn nào đã theo dõi kênh Anphát Computer từ lâu thì cũng biết rằng đây chính là chiếc PC NUC 100 của Intel và đây là một sản phẩm khá là tiện lợi là giúp tôi rất nhiều trong cái đợt du lịch vừa rồi. Và nếu như bạn nào có nhớ thì tôi sẽ nhắc lại cấu hình của nó. Đây là một cái sản phẩm kết hợp giữa Intel và AMD khá là lạ lùng. Có thể nói là sản phẩm đầu tiên giữa hai cái hãng này kết hợp với nhau. Đây là con chip 8890 Intel 4x8 luồng. Ngoài ra thì nó sẽ sử dụng một cái card đồ họa AMD Vega 4GB. Và theo như các thông số thì tôi thấy rằng đây là một chiếc card nó tương đương với sức mạnh của một chiếc Nvidia GTX 1060 3GB. Và khi mua bộ máy này thì nó sẽ chưa có sẵn RAM cho các bạn. Vì vậy các bạn sẽ phải lắp thêm RAM vào trong đây. Và tôi đã lựa chọn cho mình là một thanh RAM 16GB. Và để có một cái cấu hình như thế thì tôi đã chiến được rất nhiều loại game. Các bạn cứ nghĩ rằng các PC gaming thì nó phải to, phải khủng, phải hầm hố các thứ. Nhưng thật ra không phải. Chỉ với một cái thiết bị nhỏ gọn như thế này thôi thì tôi đã đồ sát hàng loạt cái game nặng hiện nay. Và nếu như các bạn muốn biết rằng cái thiết bị nhỏ gọn trên tay tôi đây đã đồ sát những cái game nào thì hãy cùng tôi vào video này nhé. Game đầu tiên mà chúng tôi muốn test đó chính là game online PUBG. Đây là một cái game online khá là khó chơi bởi vì không phải ai cũng có đủ cấu hình mạnh để chơi đến game này, cũng như là việc bản thân cái game này tối ưu chưa tốt. Và khi mà chúng tôi test thì game PUBG sẽ có mức là khoảng 100 FPS ở mức low và khoảng 40 FPS ở mức ultra. Thì với cái mức ultra thì chúng ta sẽ chơi có vẻ là khó khăn hơn một chút bởi vì nó chỉ có 40 FPS thôi. Tuy nhiên thì ở mức low thì chúng ta có thể chơi mượt mà với 100 FPS, khá là thoải mái. Với các bạn muốn mua chiếc PC 100 này về để chơi PUBG thì có thể cài ở mức low, chúng ta có thể chơi được một cách thoải mái hơn. Và vì chúng ta có thể chơi được PUBG, thế nên là những cái game online khác nhẹ hơn, ví dụ như là LOL, ví dụ như là FIFA Online thì chúng ta cũng đều có thể chiến tốt được. Không có vấn đề gì mà chúng ta không thể chơi được những cái game online khác khi mà chúng ta đã chơi được PUBG rồi. Và chúng ta chuyển sang thể loại game offline thì đây là những game khá là nặng và đòi hỏi cấu hình khá cao. Game offline đầu tiên mà chúng tôi chơi đó chính là Need for Speed Payback. Và ở cái game này chúng tôi sẽ có một kết quả là khoảng từ 60 đến 70 FPS. Game tiếp theo khá là nặng đó chính là game GTA với cả khử răng cưa đạt tới 55 FPS ở Ultra Setting. Đây là một kết quả khá là tốt, có thể chúng ta sẽ chơi được mượt mà cái game này với 55 FPS thôi. Ở game Call of Duty thì kết quả cho ra là khoảng 60 FPS. Đây là mức FPS trung bình chúng ta có thể chơi được những game bắn súng này. Với game Far Cry 5 thì chúng ta sẽ có được kết quả là khoảng 50 đến 55 khung hình trên một giây. Chúng ta không sợ hiện tượng giật lag và chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất là tốt với game này. Với game Star Wars, chúng ta sẽ có 70 FPS ở những trường đoạn mà cháy nổ ngoài vũ trụ hay là bắn nhau. Còn với những cái trường đoạn khác, ví dụ như ở trong nhà hoặc tối hơn, thì mức FPS sẽ ở cao hơn. Game này là một game có đồ họa cực đẹp. Chuyển sang một cái định dạng game chiến thuật, đó là game Total War Warhammer 2 thì chúng ta sẽ vẫn lướt nhẹ nhàng với việc điều khiển quân lên tới 2000 unit. Với những mức FPS kể trên thì đa phần những game đều cho chúng ta những cái trải nghiệm khá là mượt mà và chúng ta gặp rất ít vấn đề khi mà chơi những game này, trừ khi với một vài game khá là nặng như kiểu game GTA thì ở những cảnh cháy nổ hay các thứ cần đồ họa cao hơn thì mức FPS sẽ giảm xuống nhiều hơn. Còn nếu không thì chúng ta đều có thể có những trải nghiệm mượt với những FPS khoảng từ 50 đến tầm 70 FPS. Và đó là còn chưa kể rằng chúng tôi đang tiến hành là quay clip để chúng tôi có thể ghi hình lại cho các bạn xem ở mức là hình ảnh là tốt nhất. Còn nếu không thì có lẽ rằng mức FPS của nó đã cao hơn khoảng từ 5 đến 6 khung hình rồi. Và chúng tôi đã trình diễn sức mạnh của chiếc NUC 100 này tại một sự kiện. Và nó đã cho được những cái kết quả khá là tốt với việc là khán giả ở đó thì rất là hứng thú với tựa game là Justice League khi mà chúng tôi đã cho tiến hành thi đấu ở đó.
Và tôi nghĩ rằng là với những cấu hình như thế này, khoảng là từ 24 triệu đồng, chưa kể ổ cứng, thì các bạn hoàn toàn có thể chơi được những cái tựa game online cũng như offline từ nhẹ đến nặng và phổ biến hiện nay, cho các bạn có thể thỏa sức để có thể sáng tạo hay là chiến đấu ở mọi môi trường. Ví dụ như là các bạn ở nhà, đến nơi làm việc, hay là các bạn thậm chí đi nhà nghỉ hotel gì đó, đi du lịch với bạn bè, các bạn đều có thể mang đi và nó là khá là tiện lợi. Đây là một điểm cộng rất là đáng chú ý từ cái bộ PC này. Và với những kết quả vừa rồi thì chắc các bạn đã tin rằng không chỉ những chiếc laptop gaming cũng như là chiếc PC khủng có thể chiến game, mà với một cái chiếc PC nhỏ gọn như thế này thì các bạn đã có thể có những ưu thế của cả laptop lẫn PC lớn rồi, đúng không ạ? Ví dụ như là nó nhỏ gọn có thể giúp các bạn mang đi mọi nơi. Ví dụ như các bạn muốn chơi game ở ngay khách sạn, chúng ta chỉ cần cắm dây HDMI vào trong một cái màn hình TV. Và với bộ bàn phím chuột không dây thì chúng ta đã có thể có một chiếc PC gaming mà khiến chúng ta có thể chơi được mọi tựa game nặng hiện nay. Và các bạn đừng quên rằng với những khách hàng đầu tiên mua máy tại Alpha Computer thì các bạn sẽ được tặng một chiếc ổ cứng SSD M2. Và đây sẽ là chiếc SSD của Adata với dung lượng là 128GB. Và vừa rồi là video thử nghiệm một loạt các game trên chiếc PC NUC Handed của chúng tôi. Và các bạn thấy video này thế nào? Nếu hay thì các bạn hãy like, share và comment để ủng hộ cho chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.